Dạ Tài xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha cô chú anh chị ơi. Hiện tại trời đang mưa, đổ mưa ở mộ cổ Năm Vũ Linh. Thì cô chú anh chị thấy ha, trời mưa bà con cô bác vẫn có đến viếng cô chú anh chị. Nhưng mà đến viếng nhanh rồi sau đó về cô chú anh chị. Mọi người đang che mưa. Đây. Đó, che mưa cho chị cả nhà. Dạ. Phải nói là chị đây đến đây là thứ N lần rồi. Đó. Dạ. Anh dắt em đi viếng mộ. Dạ đúng rồi anh em. Dạ. Dạ đúng rồi. Không đó. Có nghĩa là anh của chú. Đó, cái chú mà đi áo xanh đó. Anh dắt em đi viếng mộ. Em dắt anh. Em dắt anh đi viếng mộ, xin lỗi xin lỗi. Em dắt anh đi viếng mộ. Quá quý luôn của chú anh chị ơi, phải nói là tình cảm. Tình cảm bà con cô bác mình đến đây viếng mộ giữa trời mưa gió như thế này. Dạ. Chị đây đến đây viếng rất là nhiều lần của chú anh chị. Nhìn rất quen giống bà con luôn rồi. Dạ cảm ơn. Che dù ra cho. Dạ. Sao đâu không có gì. Cái gì đâu. Sao được rồi. Ok ha. Rất là vui cô chú anh chị. Xúm xích với nhau rất là vui. Hello. Hỏi tiếng Anh thử anh. How are you? Hello. Anh hỏi cho nó đi luôn rồi. Nó không hiểu. Đây cô tới nữa kìa nha nha. Ôi mẹ Việt Nam anh hùng vô. Việt Nam anh hùng nữa hả? Kè phải đi ra rồi. Cô đây con che dù vô cô. À để con cầm cho con cầm đi cô đi vô đi. Rồi đây quý quá. Đi không được ha. Ờ hôm nay chắc ông trời cũng cảm động đó. Mưa luôn. Có nhang không ta? Có nhang không anh Ngọc? Hay mình khỏi thắp nhang mình tâm hương cũng được coi. Tâm hương đi. Dù anh lấy em một dốt á, nhưng mà em rất là hôn mộ anh lắm. Bữa nay em xuống thăm anh thì thôi em thắp anh đi hương. Rất là ngưỡng mộ anh mà bữa nay mới xuống thăm anh được. Cô ở đâu tới cô? Cô ở Bình Dương. Bình Dương này gần đây cô hả? Ở gần đây mà con cô mất rồi cô xuống đây luôn. Dạ. Cô cũng có ước nguyện là xuống đây từ lâu rồi mà đi không được. Có luôn ước rồi. Không biết ai mà. Ở gần quá mà. Ở gần quá mà xuống không được thì hôm nay mới xuống thăm anh đó quanh kia hương. Dạ. Ừ. Sớm giờ rồi. Anh đẹp quá. Đây sẵn giờ hay là trời mưa mới cháy để tôi biết rồi có đường là rồi rồi đèn cháy có đèn đã cháy đèn dạ cô xin mà để cô đây được dạ, dạ. Đây con đưa cô ra con đưa cô ra rồi đi 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 con ra dạ. Đưa cô ra cô đi với ai rồi cô đây với cô nè cô ước đủ rồi chị mới xuống từ lâu rồi mà bà con không đây được bữa nay đây đó. Che dù rồi cho cô tới dạ dạ cô lại cô mặc áo mưa đi con để mưa dạ dạ con cảm ơn cô chúc cô nhiều sức khỏe nha dạ. Bình Dương mình gần đây không cô mấy bao nhiêu cây 14 cây dạ em mới mất là xuống luôn dạ
ở khu nào cô? Không không, ý là em ở khu D. Khu D. Khu F hả? Gần chùa chứ hả? Dạ dạ dạ. Bị lâu mắc lâu chưa ạ? Mắc mới trong gần qua. Wow. Mắc gần kia trong gần qua. Dạ. Em 13 tuổi. Vậy hả cô? Nó bị bệnh. Dạ. Rồi con chia buồn với gia đình cô luôn ha. Dạ. Mới có 17 tuổi mắc thấy cũng buồn. Nó bị bệnh mà bệnh mấy năm nay, bệnh từ nhỏ tới giờ luôn. Dạ hả cô? Dạ. Dạ 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 con chào cô. Chào à, chào em ha. Rồi. Con chia buồn với gia đình cô ha cô. Dạ. Cả nhà ơi, cô thực sự nói ra rất là buồn. Em ấy thì cô có một người thân là một em mắc cũng mới gần đây thôi, mới chôn hôm qua do bệnh, mới có bệnh hoại 17 tuổi thôi cô chú anh chị. Rất là buồn, cả nhà nhìn thấy ha, cái hoàn cảnh là khi trời mưa nè. Thì mọi người cứ xúc xích lại che mộ cậu, che được cái gì thì che cả nhà. Nói chung là có mặt ở đây thì mình làm tất cả những gì có thể. Tôi có mặt ở đây cô chú anh chị. Khi một khi mình còn ở đây thì mình phải giống như là mình làm những gì có thể cô chú anh chị. Mà cũng ước mà chú giờ hát cũng có tí gì hết không? Hôm nay cũng không may đậu qua đời. Để cho tôi nói xin lỗi khắp cho chú Nắng Hương. Lúc trước có ghé nhiều rồi nhưng hôm nay thôi để gấp ngay chú Nắng Hương nha. Con quý mình cả nhà ơi, buổi trời mưa như thế này. Không, đi là đi trong này vòng vòng mới ghé thôi. Dạ. Nên là quá quý. Dạ. Dạ con cảm ơn chú. Để con che chú cho ra xe chú. Dạ. Che ra xe để nó ướt. Nhà chú gần đây không? Kế đây. Dạ. Ai vô lên cũng mến mộ, chú hát cũng. Dạ. Dạ. Thường ở đi thì cũng nhiều lắm. Chú không có mưa hả? Ở trong có nhưng mà mưa này mặc có mưa chi. Dạ. Đàn ông. Đàn ông làm gì chi? Dạ. Dạ. Sợ đi xa không thì đi nè, trong dạ. Rất bự nhưng mà nó có đầy đủ. Đi gần không sao nhưng mà sợ đi xa nó ướt thôi, đi gần nữa. Dạ. Rồi con chào chú ha. Cảm chú... ơn nhiều. Dạ chúc chú sức khỏe ạ. À. Ờ giờ mà shipper tên gì? Dạ Tài 66 Vlog chú. À, Tài 66 Vlog ha. Dạ. Okay. Dạ con chào chú. Dạ. À, cô chú anh chị ơi, thì trời mưa thì mình chịu khó đưa cô chú anh chị ra xe. Đó, khi vào thì mình cũng rước vào, khi về thì đưa vào đưa ra. Chịu khó cho cô chú anh chị để thắp nén hương cho cậu Năm Vũ Linh cả nhà. Đây. Chỉ có mộ cậu Năm Vũ Linh mới có điều này thôi cô chú anh chị ơi. Nó là rất là quý luôn cô chú anh chị. Ở đây thì mọi người đang xúm xích lại với nhau cả nhà.